Hôm nay cái sợi dây mình gắn cái sợi cây canon nữa nè, nhìn canon nó bị đứt nè. Giờ bị đứt, mình sẽ gắn vào cái vàng ly nanomat với sằng vàng cơ ha. Mình đã gỡ dây về theo cái mẫu đó mình mua rồi, xong rồi mình lên mình gắp, mình sẽ chia sẻ cả nhà ha. Có hai cách gắn nha, gắn làm như trực tiếp qua nhân đẩy, còn là cái dàn nút gắn mà vẫn chỉnh được luôn ha. Lòi ngoài âm lý nga nó mát DH 9000 ít giờ này mà thấy hầm hay vậy đó nha. Cái này là sẵn chiến nè, hết biết một có đóng rồi trời ơi. Bỏ cái chân này rớt xuống nè, cái tủ nè. Bởi vì đồ hư mới có thể xử lý vệ sinh được. Còn ngoài ra đồ không hư bỏ. Đồ hư thì để yên thân này có thể bỏ vô được đâu. Cái này đúng dịp lắm, sẵn họ cái chổi nào quơ cho này luôn. Có dịp rồi. Trời, phải lấy cái cây chỗ gom đâu. Chứ gom quét bếp cũng được kìa. Được mấy cái kẻ mới ra được. Mấy cây đó mới dễ quét à. Thử nó. Mấy cái tủ là tính ra xài vài năm mà bị mọt quá. Nghe dở. Năm giờ vụ vũ quá trên mấy sợi dây điện kìa, mấy sợi dây điện nó rớt xuống. Được chưa, cái quét mấy này vệ sinh mấy này chưa, mọi bụi xong nó cũng kì ảnh mà mở phần vũ nó thừa thật. Chị quét chị rồi chúng đó rồi nó lâu quá trời đồ nó lâu nó lớn rồi nó chúng cái nút nhỏ nó lớn tao có đụng đâu. Dễ ướt lau sạch luôn, lau cái nó mới liền ha. Vô để sẵn vuốt mà chi điện luôn ấy. Ừ nó vuốt vuốt cho nó sáng luôn. Có ăn nhầm gì đó ngoài. Lấy cái này quét. Cái chổi này đã tới luôn rồi. Xong. Giang cơ thương hiệu là nét. Đây có cách đánh dấu. Đánh dấu ở trên à. Hai cổng. Hai cổng là đánh dấu hai tín hiệu vào rồi ha. Cổng này. Đây có cổng xài súp luôn ha. Quá tiện lợi ha. Vì cho nó dễ gì, dễ thấy ha. Đây. Out, out ha.
cổng ao là cổng ga nè. Đánh dấu sẵn hết trơn. Cái gian nào cũng rất là dễ nha. Còn hai cái cổng bên đây là cổng mít. Mít. Đây là cổng súp. Cổng ao. Cổng súp và cổng mít. Này cổng tín hiệu vào nè, cổng bóng sen này ha. Music nè. Đây là cái anten Bluetooth nè. Hai cổng con sen này, cổng này cổng đọc ha, con sen này nè, cổng này cổng hai cổng này để đọc ha. Thông dụng là xài các con ca nông ha. Cái này là cái gắt đực. Cái này. Trên đó, mình kết nối được dễ rồi. Lấy dây ra kết nối thôi. Cầm một tay cầm máy nè, đi cái diễn nè, nè một đầu con ông ha, đầu cái ha, hai cái đầu cái nè, đây là đầu con sen này ha, thì cái đầu cái này nên cái dao dầu đầu đực ha, đầu cái dao đầu đực ở trong cái chân cơ nha, ao phút ha. Cổng trái cũng phải nha. Nhấn mạnh vô ha, có tay chịu cái mà đè mạnh vào nó vô ha. Rồi vậy là xong rồi đó ha. Xong rồi còn cái phía sau máy em ly. Phía sau máy em ly thì nó cũng có hai cách ha. Nếu mình đây phía sau. Hơi ngắn kéo ra dễ thấy được đây. Còn nó dạng vuột cái dây này không rồi ánh sáng sáng này. Đây nó có hai cái cổng này, cái cổng này là cái cổng U ha, U nếu mình gỡ cái cổng ra thì mình câu bên cái phần in ha, nhưng mà đó giờ ở nhà năm đó xài đã quen cái thói chỉnh kia rồi phải không năm, nên không có thay đổi ha, chỉnh y cũ ha, chỉnh như trên cái âm ly luôn, quen đó, cái thói quen nó quen rồi thì không có thay đổi được. Thì cái này nó cũng có hai cái cách để gắn ha, nếu mình gắn bên cái cổng input ha là mình chỉnh được cái phần bên qua cái cổng input cái phần của AB này. AB này ha, AB đó nha, đó cổng này nè ha, hai cổng này nè ha, cổng bên AB này ha là có thể mình chỉnh ở trên bát chép ha, chỉnh master, chỉnh music của âm ly được ha. Còn mình không gắn hai cổng này, mình gắn trực tiếp ha, là mình xài giống như thằng in từ con server con bo công suất trong màn này đi ra luôn, là mình chỉnh trên cái văn cơ được không ha. Đó này mình gắn chạy cũ của khách hàng thì mình chỉnh được trên này ha, những cái dàn nút này ha, nè master nè, music ha, nhưng mà cái phần echo thì vẫn còn hoạt động ha, mình gắm đây vẫn hát ha, nhưng mà không hát đây mình, nhưng mà echo mình gắm trên này ha, gắm cái cổng trên cái gian ha. Rồi thì mình sẽ kết nối vào đây gì đây nè, đây bên cho mình cái phần là phần A ha, mình xài phần A đi. Nếu mình gắm B mình bật qua B ha, gắm A mình nhả qua A ha, là mình gắm mà mình kết nối kiểu này thì nó vẫn chỉnh bên âm ly được nha, ok nha, không có thay đổi nha. Rồi mình để gọn lên mình để vào ha, tại trong cái tủ này nó có đích dáng hay sao nó không có rộng ha, nếu mình cả nhà mà để sát cái này quá là mơ nó gãy gắt nha, gãy gắt là dễ hư nè, bởi do cái đó nó bị gãy á, gãy gắt nó chập á, chập nó làm ngạt tiếng ha, lúc khác cũng không rồi đó, cũng ảnh hưởng ha.
nó mà để vừa đụng tới miếng này thôi nha, để vừa đụng thôi, à, để vừa đụng như được rồi nè, không có nên để sát quá nha, sát quá nguy hiểm nha, sát quá là thua luôn, nó lại gãy gắt này nữa, dễ gãy gắt nha. Cách đấu đá của mình là vậy nha, nhưng đó mình chuyên lần sau mình chia sẻ cả nhà. Cách đấu lần hai, cách đấu lần hai là đấu từ cái phần bên cái cổng in trực tiếp vào cái công suất luôn ha, là phía trước này mình là không có chỉnh được nha. Rồi bây giờ mình trả theo cái vị trí của như của chú nhà này, của chỗ năm này xài là chỉnh master là lớn nhỏ vẫn được nha. Nên ta thấy cái thói quen mình chỉnh rồi ha. Nhưng mà gắn kiểu này gì hai kết nối bên đây ha. Chỉnh nó dễ bị hú nha cả nhà. Hát cao kê dễ bị hú hơi chát nha. Tại nó qua trung gian bên cái mạch này nó vẫn làm việc cái bát chép mình. Nó hú hơi chát ha. Rồi bây giờ mình sẽ để vào trong đàng hoàng. Mình sẽ test ha. Rồi, mình đã để vào trong rồi ha. Rồi cái trong này ha, để trong này cái dàn trong này mình để vừa đụng nó nha. Cái dây dây tín hiệu nó vừa đụng nó nha. Nếu mà để sâu quá trời, nó cứng quá trời nó dễ làm gãy nha. Dễ làm gãy cái phần cái dây tín hiệu đó. Làm thay dây mới nữa đó ha. Nguy hiểm nha cả nhà. Rồi giờ mình mở lên. Này, cái dẫn AB ha. Mình chuyển qua AB vậy ha, là cái lúc này di chuyển AB này ha. AB nè, cái tín hiệu AB này nha. Bên phần AB đó ha. À, nhấn bên B thì nhấn vô, bên A thì nhả ra nè ha. Là những cái dàn nút này vẫn còn hoạt động nha. Ha, nhạc lớn nhỏ ha, bluetooth ha. Bass jack ha. Phần echo vẫn còn chạy luôn ha. Rồi cho mình test nhạc cái nó sẽ hoàn thành nha. Tết nhạc nó coi cho nó hát đồng đều hai bên không. Lấy mic bỏ pin ra trơn đi rồi cái gì đó mình chỉnh ra luôn. Gì vệ sinh nữa. Mày bơ này gớm gì có bụi không vậy? Bỏ pin chưa? Ok, hai bên ok. Ok, cái là ok đó.